Dạ Nhung xin chào mừng tất cả cô bác anh chị gần xa Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Pháp Ly Cuộc Sống Hoa Kỳ Trước mặt cô bác anh chị đây là cái món kim chi bắp cải mà Nhung mới vừa làm xong Thì cách làm này ha làm rất là cấp tốc cô bác anh chị Làm xong mình có thể ăn được liền ha Nếu mình không ăn hết thì có thể bảo quản trong tủ lạnh ăn sẽ rất là ngon Rồi ở đây Nhung có chuẩn bị sẵn một bắp cải nè cô bác anh chị Nếu mà mình thích ăn nhiều thì có thể chọn bắp cải nhiều hơn ở đây hôm nay Nhung làm bắp cải này khoảng 1 ký rưỡi Và trước tiên Nhung sẽ chẻ bắp cải ra ha Và Nhung sẽ loại bỏ đi cái phần cứng ở chính giữa Gọi là cái cùi đó cô bác anh chị Mình sẽ cắt bỏ đi cái phần này Rồi giờ Nhung sẽ cắt nhỏ nhỏ ra Cô bác anh chị mình cũng có thể để nguyên cũng được Hoặc là cắt lớn nhỏ tùy thích nha Nhung sẽ cắt nhỏ nhỏ như thế này để cho cái bắp cải thấm đều nhanh hơn Và sau khi cắt xong thì Nhung cũng lột lột lớp những cái bắp cải nó dính dính lên nè à, cô bác anh chị đó mình làm như thế này để cho cái uh, muối mình nó thấm hơn với lại khi mình ướp á bắp cải nó nhanh thấm hơn à, sẽ ngon hơn rồi bây giờ sau khi mà nhung lột những cái lớp uh, bắp cải nó dính lại với nhau như thế này á nhung sẽ cho muối vào đây để nhung ngâm thì với cái lượng bắp cải một ký rưỡi thì nhung sẽ cho vào đây là 150 trăm muối đó nhung sẽ rưới đều vòng vòng bắp cải như thế này rồi sau đó nhung sẽ uh, cho nước vào ngâm lượng nước mình để ngâm bắp cải thì mình cho ngập ngập như thế này nè cô bác anh chị. Ngập bắp cải luôn để bắp cải thấm đều muối hơn ha. Vậy mình có thể dùng tay mình trộn. Thời gian ngâm thì ít nhất là 2 tiếng nữa cô bác anh chị để cho muối thấm đều hơn. Nếu mà cô bác anh chị mình có thời gian thì có thể ngâm lâu hơn. Rồi bây giờ Nhung sẽ để bắp cải ngâm ở đây, Nhung sẽ đi chuẩn bị cái phần củ cải đỏ. Ở đây Nhung sử dụng là bốn củ cải đỏ nhỏ nhỏ như thế này. Nếu mà cô bác anh chị mình thích ăn củ cải đỏ thì cho vào Còn không thì không cho cũng không sao Củ cải đỏ này hôm nay Nhung chủ yếu làm cho cái màu của kim chi mình đẹp hơn bắt mắt hơn Cái phần củ cải đỏ này cô bác anh chị mình cũng có thể cắt bông qua cắt lát như thế nào tùy thích nha Rồi Nhung sẽ cho vào trong cái phần củ cải đỏ này một muỗng canh muối nè Rồi tiếp tục cho vào đây là một muỗng canh đường Rồi bây giờ Nhung sẽ xóc lên ha Cái phần củ cải đỏ này Nhung không có cho nước vào ngâm nha cô bác anh chị Nhung chỉ sóc muối và đường như thế này thôi Đó Thì mình cũng xóc mình cũng đang ngâm để đây thôi Tự đường và muối nó sẽ ra nước Rồi bây giờ sau 2 tiếng đồng hồ Nhung sẽ đi xả cải ra Cải thì mình xả nhiều nước khoảng 3-4 lần nữa cô bán chị Dắt cho khô mình để ráo như thế này Rồi bây giờ Nhung sẽ đi chuẩn bị cái phần nước để mình mình ướp cải ha Ở đây Nhung sử dụng là 100ml nước ấm, nước nóng nóng nè cô bán chị Nước này ấm nóng này sẽ giúp cho đường tan nhanh hơn rồi bây giờ Nhung sẽ cho vào trong cái nồi như thế này. Đó, rồi tiếp tục Nhung sẽ cho vào đây là giấm. Thì giấm của bác anh chị mình sử dụng giấm nào cũng được hết. Ở đây nhà Nhung có giấm táo nè. Giấm táo thì cái màu sẽ đẹp hơn là giấm trắng bình thường. Cái lượng chua là 5%. Rồi bây giờ Nhung sẽ cho vào đây là 200 ml giấm nha. Đó, rồi tiếp tục Nhung sẽ cho vào đây là 250 ml đường, tương đương với lại 250 g đường đó cô bác anh chị. Rồi Nhung sẽ cho hết vào đây. Rồi bây giờ Nhung sẽ khuấy lên cho đường tan ở trong cái phần này hết Rồi tiếp tục Nhung sẽ cho đây là nước mắm Nước mắm thì hiệu nào cũng được hết Nhung sẽ cho vào đây là khoảng 5-6 muỗng canh đó cô bác anh chị Tương đương với khoảng 7-80ml Rồi giờ Nhung sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên Khuấy đều cho tan đường trong nước mắm, nước và giấm nha rồi sau đó Nhung sẽ đi chuẩn bị cái phần tỏi ớt thì um, cái cần kim chi này nếu mà cái màu đẹp á, mà không ăn được ớt thì nhung sẽ cho là ớt bột ở đây nhung chuẩn bị sẵn là một muỗng canh tỏi băm và nhung sẽ cho vào đây là một muỗng canh bột ớt nữa cô bác chị bột ớt chuông nên có màu thôi chứ không cay nha tại nhung ăn cay dở lắm nên không có cho ớt nhiều rồi ở đây nhung cũng chuẩn bị sẵn là khoảng 3 trái ớt nè ớt này nó cũng không có cay nữa cô bác chị rồi giờ nhung sẽ trộn hai cái hỗn hợp này vô hết lại trong cái phần nước nước giấm đường của mình lúc nãy nè, nhung sẽ trộn lên và bây giờ bên đây là cái à, cải của mình để nãy giờ nó cũng ráo nước rồi. bây giờ nhung sẽ trộn cái phần cải bắp cải và củ cải đỏ lại với nhau ha, cho nó hòa quyện lẫn với nhau cái màu đẹp hơn. rồi bây giờ nhung sẽ mang bao tay rửa sạch, mang bao tay và nhung sẽ trộn lên. mình vừa trộn thì mình sẽ vừa rưới cái phần nước lúc nãy mình đã chuẩn bị đó cô bác anh chị, đó nước giấm đường đó, mình sẽ rưới từ từ như thế này để cho thấm đều hết. Thì uh, Nhung sẽ rưới đến khi hết cái lượng nước nãy mình chuẩn bị ha Rồi Nhung sẽ để đây mình sẽ dùng tay mình bớt mình trộn lên Để đây uh, mình cho cái uh, bắp cải mình thấm đều cái nguyên liệu hết khoảng 15 phút nửa tiếng Tùy theo cô bán chị mình nếu mà mình có thời gian thì mình để khoảng nửa tiếng thì nè Cái cải mình sẽ thấm đều và sẽ ngon hơn Đó thì sau khi làm xong Nhung sẽ trộn trộn lên thế này thôi trộn nhẹ tay không cần phải bóp mạnh tay bóp mạnh nó sẽ dập hết cái phần cải của mình cải sau khi mình ngâm qua muối khoảng 2 tiếng đồng hồ thì cái cải mình nó đã người ta gọi là xèo của bán chị nó xèo xuống rồi nó mềm trở lại rồi nó không có cải nó không có còn cứng nữa nó mềm lúc này mềm lắm mà đặc biệt rất là giòn ha, khi mình ngâm muối xong rồi mình cho giấm đường như thế này nè cái cải mình rất là giòn lúc này cô bán chị mình cũng có thể thưởng thức được rồi đó ngon lắm luôn á nhưng tại mình muốn ngâm chút xíu cho nó thấm tiêu gì gì đó cô bác anh chị. Rồi bây giờ sau khi trộn xong thì Nhung sẽ để ra cho cải nghỉ hơi khoảng ha, nửa tiếng ha. Rồi bây giờ Nhung sẽ đi dọn dẹp xong sau đó Nhung sẽ trở lại cho cô bác anh chị mình xem. Rồi sau khi nửa tiếng nó cải mình như thế này nè cô bác anh chị. Bây giờ Nhung sẽ cho các phần cải vào trong cái hũ cái keo này ha. Cái hũ này đó Nhung chuẩn bị để làm dưa thôi nên lúc nào lấy là hũ nó làm dưa Nhung cũng tiệt trùng cho thiệt là sạch thiệt là kỹ để khi dưa mình muối xong không có bị lên meo á cô bán gì rồi nhung sẽ vớt hết cái phần cải ha nhung cho vào trong cái hũ như thế này đó cái phần nước còn lại nhung chừa lại đó sau khi mà vớt hết cái phần cải vô trong cái hũ á, thì nhung sẽ sử dụng cái nồi lúc nãy mình đã trộn nó cô bán gì nhung sẽ dùng một cái rây nhung sẽ lược lại cái phần tỏi ớt nha cái phần tỏi ớt này nhung sẽ không đem đi nấu tại vì khi mình nấu nó chín nó sẽ bị nhớt cái cô bán gì đó rồi bây giờ nhung sẽ cho hết cái phần tỏi ớt này ngược lại trong cái hũ cải này và cái phần nước còn lại này nhung sẽ đem đi nấu lên nấu lên thì cô bác anh chị mình lưu ý giúp nhung nấu lên cho sâu luôn nha sâu lên mình vớt bọt luôn đó thì bây giờ cái phần tỏi ớt này nhung sẽ cho ngược trong cái hũ cải của mình để đây rồi bây giờ nhung sẽ đi nấu cái phần nước này lên cái phần nước này phải nấu cho thiệt sâu hơn cô bác anh chị nấu cho sôi một lên luôn rồi sau đó mình sẽ tắt lửa vớt bọt mình để nguội lại nhớ là cái phần nước này mình phải để nguội thiệt nguội nguội hoàn toàn trước khi mình cho trở lại cái hũ cải của mình nếu mà cô bác anh chị mình cho còn nóng thì cải mình sẽ chín á à, cải mình sẽ chín nó xèo xuống đi thì không còn giòn nữa và nó sẽ bị nhớt luôn cô bác anh chị rồi bây giờ nhung sẽ sau khi mà thiệt là nguội nhung sẽ cho vào trong cái hũ mình đổ ngược là trong cái hũ dưa cải lúc nãy mình đã làm đó thì cái lượng nước cô bác anh chị mình nên có sợ là nó không ngập là không thấm đều nha thấm đều hết từ từ thì cải sẽ sẹp xuống trở lại à không còn nhiều như lúc đầu đâu bây giờ nhìn cái hũ dưa cải hấp dẫn rồi ha cô bác anh chị ha bây giờ là cải này mình có thể ăn được luôn rồi đó nhưng mà nếu mình để cho thấm ngon hơn thì mình có thể để thêm vài tiếng nữa mà cái cải này đặc biệt cô bác anh chị sau khi làm xong rất là giòn nha rồi bây giờ nhung sẽ gấp cải ra để nhung mời cả nhà mình cùng thưởng thức nè thì à, nếu mà cô bác anh chị mình thấy video này hay hữu ích thì vui lòng bấm like share chia sẻ cho nhiều người cùng xem Nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ Nhung nha Nhung xin cảm ơn rất là nhiều Nếu mà cô bác anh chị mình có thắc mắc gì về nguyên liệu cũng như là cách làm thì vui lòng để lại lời nhắn hoặc bình luận bên dưới video này Cũng có thể nhắn tin, email, facebook cho Nhung Nhung sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất và trong khả năng hiểu biết của Nhung Như thường lệ thì cái món cải kim chi bắp cải này Nhung cũng sẽ để cái nguyên liệu ở cái khung mô tả Cô bác anh chị có thể bấm tích vào đó để xem ha rồi bây giờ Nhung sẽ gấp cải ra để mời cả nhà mình cùng thưởng thức. Với cách làm này thì Nhung hy vọng rằng tất cả cô bác anh chị mình đều thích đều thành công và đều ngon miệng nha. Nhung mời cả nhà mình cùng thưởng thức với Nhung nha. Ô, cái cải ngon quá cô bác anh chị ơi. Dưa cải cô bác anh chị nghe Nhung ăn giòn rộp, rộp luôn ha thì nói chung cái cách làm này á cô bác anh chị sau khi mà làm xong nhung ăn cảm nhận á mặn mặn chua chua ngọt ngọt ha rất là giòn và rất là ngon nếu mà cô bác anh chị mình thích thì có thể bắt tay vào bếp cùng làm với nhung đi nha nhung tin rằng tất cả cô bác anh chị mình đều sẽ thích đặc biệt là cái món này sau khi làm xong không còn nghe mùi giấm nha cô bác anh chị đó là cái cái điều đặc biệt thì qua đây nhung cũng xin mến chúc tất cả cô bác anh chị mình thật nhiều sức khỏe và nhung cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả cô bác anh chị gần xa đã yêu thương ủng hộ và đăng ký kênh cho nhung trong suốt thời gian qua à, nếu mà trong quá trình làm video có điều chi sai sót thì nhung mong rằng tất cả cô bác anh chị yêu thương thông cảm bỏ qua và nhung cũng mong rằng là luôn nhận được sự yêu thương ủng hộ của cô bác anh chị mình nhiều hơn nữa để nhung có nhiều động lực nhiều năng lượng hơn nhung xin cảm ơn rất là nhiều dũng mến chúc tất cả cô bác anh chị mình thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo